Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng đại chúng. Con có cái thắc mắc kính thỉnh thầy từ bi khai thị. Có phải trên con đường công phu của mình, nếu như mà mình chưa đến cái chỗ mà gọi là mình coi tất cả nhân duyên là cái sự trợ duyên cho cái sự tu tập của mình, thì trên con đường đi của mình có thể mình sẽ bị thụt lui và quay đầu. Tại vì cũng như thầy hay dạy chúng con, tâm ngã chấp của mình nó luôn luôn nó hiện hình và nó luôn luôn dẫn dắt mình đi, thì đụng cảnh đụng duyên là mình luôn nổi tâm phân biệt. Thì cái tâm phân biệt này á, nó sẽ dẫn mình ra khỏi cái công phu. Cho nên nếu mà mình công phu và tham học như thế nào để mà mình thấy được cái con đường gọi là cái tâm mình hướng về sự giải thoát, và tất cả nhân duyên đều là cái nhân duyên cho mình nhìn lại, mình vẫn còn bị cái ngã chấp nó chi phối, và cái con đường tu tập là cái con đường giải thoát, thì con kính thỉnh thầy từ bi khai thị thêm. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái công phu á, mình phải thuận theo cái quy củ, và để nhờ quy củ đó mà đi thẳng vào công phu. Thức tỉnh giống như đánh về cái tâm của mình á, không có mê muội, không có phân biệt, không có ngã chấp nữa. Hiện tại á, mình là luôn luôn trong đó, trong cái mê muội vô minh, trong cái ngã chấp không mà mình không có nương nơi tam bảo được á, thì mình sẽ chạy miết, chạy mãi trong cái vô minh. Cái tam bảo đó là Phật, Pháp với Tăng đó à, thì mình đang ở trong cái vòng tay của đại chúng này, gọi là Tăng đó. Tăng là một cái hòa hợp, một chúng hòa hợp thanh tịnh, chúng chuyên nhất tu tập á. Và trong tăng nó có cái giới luật nữa mà, nó có giới luật của tăng, nó có quy củ của cái sự sinh hoạt hay là có sự tu tập. Nói á, phải ở trong chùa, trong tự viện, mà giống như một Phật tử người ta quy y á, thì người ta đã quy y tam bảo, thì ở nhà ta cũng luôn nương nơi tam bảo, tức là nương nơi cái chánh pháp để mà tu tập giải thoát. Nếu mình có cái sự nương á, nương chân thật đúng nghĩa đó, thì mình sẽ dần dần xa cái vô minh, cái ngã chấp của mình. Còn nếu mình nói mình nương, nhưng mà thực ra mình chẳng có nương, mà cái dựa ở nơi, không phải nương nơi tam bảo, mà mình nương nơi cái tánh vô minh ngã chấp của mình. Cho dù ở trong thiền đường, ở trong chùa, ở tùng lâm ấy nữa, thì cũng là thuận theo cái ngã chấp, chứ không phải là đi ra khỏi cái ngã chấp. Phải không? Cái đó nó phải là trên cái sự rèn luyện, trên sự tu tập của mình đúng nghĩa. Chứ còn nói về làm sao, thì ra Đức Phật cũng đã bày, chư tổ cũng đã duy trì và kế thừa, truyền thừa, rồi thiện tri thức của mình cũng đã hết lòng hết dạ nói ra, nên mình có chịu nghe không? Giống như thuốc á, Đức Phật cũng ví dụ á, thuốc, ông cha mình là thầy thuốc giỏi, chế ra đủ thứ thuốc trị đủ thứ bệnh, nhưng mà mình không tin, hay là mình ý lại không chịu uống. Rồi ông cha ông phải để lại hết tất cả thuốc, ông chế rồi ông để đầy hết mọi nơi, rồi ông đi ra khỏi nhà, đi qua nước khác, ông nhờ người ta nói về là cha ông đi chết rồi, mấy đứa con nó mới mới khổ, mới khóc, nó mới đi lấy thuốc nó uống à, từ đó nó mới hết bệnh đó. Thì mình cũng như vậy, tại mình không có nương nơi tam bảo, nương nơi cái chánh pháp, không nương nơi cái thuốc à, thuốc giải thoát của Phật á, để mà trị cái bệnh vô minh của mình, thì là do mình thôi. Thì bây giờ á, mình lợi dụng nè, đã nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, cái chữ đó là luôn luôn nhắc nhở mình, nhưng mà thì ra mình đọc riết mình thấy thường, thấy giống như là gió thổi mây bay qua tay mất tiêu thôi, hay là nước đổ đồ vịt, nước đổ lá môn vậy, nó không có một cái gì gọi là thấm thấu được hết, đó là do cái vô minh của mình thôi á. Nếu mà biết thân người á, khó được Phật pháp khó nghe, thì bây giờ mình không có bỏ một cái giờ khắc nào, không có mà
vi phạm một cái lời pháp nào thì mình sẽ vận dụng, mình sẽ ứng dụng và sẽ thực hành, cuối cùng mà đưa cái giải thoát giác ngộ. Cho nên nghĩa chữ quy y tam bảo, cái chỗ nương tam bảo có cái đúng nghĩa là như vậy. À, thì cũng quý được là thân người có được Phật pháp có nghe, chứ không có chạy anh quý tiền bạc, quý nhà cửa, quý danh vọng, quý cái bản thân, cái bản thân cái thầy thúi mà cứ quý mà không biết cái pháp là quý.